xuân sang hè tới bà mong từng ngày. Bà dặn cháu bà này đi học nghe lời thầy cô giảng dạy này, đi đường gặp trên phải chào hỏi này, trên kính dưới nhường này. Con tên là Nguyễn Hà Anh, con ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại con đang học ở lớp bé A1 trường trung học cơ sở Lương Tài. Gia đình con từ hồi xưa đến bây giờ là thuộc hộ cận nghèo. Hoàn cảnh nhà con để nuôi được con đến bây giờ và cho con ăn học là rất khổ. Khi sinh cháu thì không may là cháu bị tim bẩm sinh từ bé. Lúc sinh ra thì được 3,1 cân, nhưng mà sau nuôi được 2 tháng thì cháu còn có 2,7 cân, 2,8 cân thôi. Bác sĩ nói là cháu bị tim bẩm sinh, mà cái hệ của cháu là thông sàn nhĩ thất đấy. Bác sĩ nói là thể nặng. Thế là cũng may là có cô giới thiệu cháu ra bệnh viện E thì trình bày hoàn cảnh, thì các bác sĩ ở đấy cũng sắp xếp cho cháu cái chương trình mổ. Các bác sĩ thì bảo là chờ tài trợ thì rất là lâu, không chờ được đến lúc mà để xin tài trợ. Thế là lại huy động những cái bạn được tài trợ chuyển kinh phí sang cho. Thì trong quá trình cháu mổ thì về yếu lắm, mẹ cháu phải ở nhà 4 năm. Tức là đến lúc đi học lớp mẫu giáo lớn mới cho cháu đi lớp được, thì bây giờ mẹ mới đi làm được vài năm thì tuổi cao. Vất vả quá chứ, tuổi ngoài 50 rồi, làm thì được việc có, không ăn tháng thì được 2 triệu, tháng được 3 triệu, vất vả lắm. Mắt thì bây giờ nó cũng kém, làm cái gì không, kính là không nhìn được. Nhưng mà cũng may là ở công ty gần đây người ta cũng thu nhận mình thì chỉ làm thời vụ thôi. Nào có việc thì làm, không có việc thì thôi. Thì ở nhà lúc trước thì cũng cấy thêm mẫu ruộng hơn mẫu đấy. Nhưng mà từ năm ngoái, năm nay lại bị thoái hóa đa khớp này, rồi rối loạn tiền đình, trào ngược dạ dày, kinh tế thì thực sự rất là khó khăn. Cháu thì nó hay ốm. Con nhớ có lần là nhà con khó khăn, mẹ con mấy hôm liền thức trắng đêm chỉ để kẻo vẽ hàng mang cho người ta để con có thể được ăn học. Có hôm thì là con bị ốm, con ốm nặng là con sốt mấy ngày liền cả tuần rồi. Thì là mẹ con thức trắng đêm, báo con thì cũng lo cho con không ngủ được, thức trắng đêm để chăm cho con. Cháu nó hay ốm lắm, nhưng mà đọc cái cháu ham học, ốm nhưng mà cháu vẫn cứ đòi đi học, cháu không nghỉ. Đợt vừa rồi một tuần liền bạn ấy sốt, viêm phổi sốt, nhưng mà bây giờ bạn ấy biết tự chăm sóc, nên bạn bảo mẹ con cứ cho con đi học, mà con mang thuốc hạ sốt đi, lúc nào con mang cặp nhiệt độ đi, nếu mà sốt thì con uống. Em là một học sinh ngoan, lễ phép và có cố gắng, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và trong các hoạt động tập thể thì em cũng rất là mạnh dạn, tích cực tham gia, mặc dù là cũng tập thì cũng mệt đấy, thế nhưng mà em cũng rất muốn được tham gia. Nhiều lúc con ngồi xem các bạn mà con đồng muốn được chơi cùng mà không thể vì tình hình sức khỏe bệnh của con, nên là con bị hạn chế tất cả các hoạt động tham gia thể chất ở trên trường từ lớp 1 đến bây giờ. Có lần con đã từng bị ngất ở trên trường hay là phải đến phòng y tế, nên là con không thể tham gia nhiều hoạt động trên trường vui chơi của các bạn. Tuy là bạn ý bị bệnh như thế nhưng mà bạn ý vẫn cố gắng học tập, vẫn phấn đấu để đạt được thành tích cao nhất trong học tập ạ. Là một học sinh khá giỏi của lớp, bạn luôn cố gắng, nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong học tập. Con không bao giờ nghĩ đến được cái việc nghỉ học, tại vì là đối với con theo đuổi việc học tập là một niềm hạnh phúc và một niềm đam mê. Không bao giờ nghĩ đến là cho cháu nghỉ học ạ. Lúc nào cũng mong cháu là cố gắng và cố gắng. Mẹ sẽ làm bằng mọi giá. Không làm được việc ở nhà thì mẹ sẽ đi giúp việc. Con thấy rất biết ơn mẹ vì đã hy sinh cho con để có thể cho con được ăn học và trở thành một con người tốt cho xã hội. Con muốn trở thành một giáo viên ạ, vì là giáo viên có thể mang đến con chữ cho mọi người, có thể dạy mọi người đủ những điều thú vị, những điều hay trong cuộc sống, những bài học cuộc sống và tình người ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trong cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Lương Tài, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện.
đến tham dự với chương trình trao học bổng chắp cánh ước mơ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc PMPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Minh Sang, trưởng phòng giao dịch Như Quỳnh, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Chương trình còn có sự hiện diện của đông đảo các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến từ trường trung học cơ sở Lương Tài, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Tiếp nối chuyến hành trình trong cánh ước mơ, hôm nay ekip sản xuất chương trình đã có mặt tại trường trung học cơ sở Lương Tài, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Nơi đây có một em học sinh vô cùng đặc biệt, một em học sinh mà nhỏ bé và trên người thì mang theo rất là nhiều những vết sẹo do phẫu thuật tim bẩm sinh. Một em học sinh mà dù sức khỏe rất yếu nhưng luôn khát khao được đến trường, coi việc đi học là một niềm vui. Đó chính là em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 7A1 trường trung học cơ sở Lương Tài, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Dù hoàn cảnh khó khăn là như vậy nhưng với sự nỗ lực của bản thân, với sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô bạn bè thì Hà Anh luôn giành được thành tích cao trong học tập, với mong muốn tiếp thêm động lực cho em để em có thể tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và đạt được ước mơ. Thì hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến với trường trung học cơ sở Lương Tài và dành tặng cho Hà Anh một suất học bổng với giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Nguyễn Đăng Thành sẽ lên trao học bổng cho em Nguyễn Hà Anh. Tiếp theo xin trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, ông Dương Minh Sang sẽ lên trao học bổng cho em Nguyễn Hà Anh. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc, và từ phần quà đấy cũng là một thêm một động lực nữa để con có thể phát triển tốt hơn trong học tập, có thêm động lực để có thể học tập thật tốt, đạt kết quả cao. Cái học bổng đó sẽ là một phần tiền để mẹ con có thể trang trải trong cuộc sống, để giúp con và bà cũng như là đóng những khoản học phí trên trường để con có thể tiếp tục được đi học, được biết thêm con chữ, và con sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm được một nghề. Con sẽ đi tìm những vùng mà có các bạn học hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn tiếp tục vươn lên trong học tập cũng giống như mình hồi xưa, để tiếp thêm động lực cho các bạn đấy ạ. Trước hết là cảm ơn các nhà tài trợ đã trao học bổng chắp cánh ước mơ cho các cháu. Học bổng này là nguồn động viên đối với bản thân học sinh được nhận, và thứ hai nó cũng lan tỏa đối với tất cả các học sinh. Đây là một cái nguồn động viên rất lớn cho các học sinh nghèo vượt khó. Tôi thấy là một cái việc làm mang cái tính chất động viên lan tỏa ra cái cộng đồng xã hội và cái tính nhân văn rất là cao, và mong là khích lệ cái nhân tài để cho các cháu ngày một phát triển tiến bộ hơn. Vâng, xin cảm ơn suất học bổng mà hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã dành cho em Nguyễn Hà Anh. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho em cũng như gia đình. Hy vọng rằng câu chuyện của Hà Anh sẽ chạm tới cái trái tim của quý vị khán giả. Và nếu như đồng cảm với trường hợp của em hay bất cứ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nào, thì mong quý vị hãy đừng ngại ngần chia sẻ để các em có thêm cơ hội được đi học, có thêm cơ hội được đến trường và theo đuổi ước mơ của chính mình. Trong hành trình tiếp theo của chương trình Trong Cánh Ước Mơ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện đặc biệt về những em học sinh có nghị lực vượt khó vươn lên. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự đồng hành của VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin.